Đây, suối Tranh được nhiều nước đó thôi đó, chắc phải tháng 8 thì bắt đầu nước nó mới nhiều. Đang đi xuyên qua khu rừng ở đây. Nghe tiếng toàn chim hót phải không à? Này đúng nghĩa săn bắt hái lượm luôn á này. Nè nước nhiều quá chứ. Đó. Nó trong mấy con cái lá của nó vàng á. Tới nơi sao mà tới nơi được? Không bao giờ tới nơi được đâu. Bởi vì cái này là nước là nó đổ từ trên đồi núi mà, đồi núi đỉnh núi nó đổ xuống, con hiểu không? Họ hỏi mấy chú này trên đó có cái thác đẹp không? Chứ đâu có phải là nó đổ như lên tới đích là phải lên cái đồi đó luôn á. Dạ cho hỏi là ở trên đó có cái thác đẹp không ạ? Hay nó cũng giống vậy? Dạ. Đó là cho mới đẹp chứ. Wow, vậy là đi bao xa nữa hả? Đi chút xíu tới. À, đi lên đi xem thử lên. Dạ cảm ơn ạ. Wow, đẹp quá. Đi. Vậy đúng. Hãy lên đó con. Cái này gì?